Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn về thiết bị điều hòa thiết kế AU và nguyên lý hoạt động của thiết bị này trên màn hình điều khiển IPMX. Đây là sử dụng nguyên lý các đường cấp gió của hệ thống AHU. Sau khi ta bật lịch chạy trên màn hình thì các động cơ của đường cấp gió tươi và gió hồi sẽ hoạt động, đồng thời các lá van mở ra. Đây là đường cấp gió tươi được đi qua các dàn calorifer để trao đổi nhiệt làm mát, rồi được quạt gió cấp thổi đến các phòng để điều hòa cho các phòng theo yêu cầu. Còn đây là quạt hút gió hầu, quạt hút gió hầu để hút gió từ các phòng thải ra ngoài. Muốn thay đổi nhiệt độ gió cấp vào phòng thì tốc độ quạt sẽ thay đổi thông qua việc thay đổi tốc độ quay của động cơ, thông qua việc thay đổi của biến tần. Vì đây là quá trình hoạt động tự động nên ta chỉ cần thay đổi điều chỉnh nhiệt độ yêu cầu là được. Về các thiết bị phụ trợ kèm theo trên hệ thống AU, đây trên màn điều khiển ghi chữ Finnmeter là cảm biến chain up giữa trước và sau của lưới lọc. Còn đây là small sensor là sensor cảm biến báo khối. Jumper ở đây có ba cái jumper. Jumper thứ nhất là jumper là của lá van điều chỉnh gió cấp. Còn đây là jumper lá van điều chỉnh gió thải. Còn đây là jumper lá van điều chỉnh của bộ hòa trộn giữa đường hầu về và đường gió cấp. Còn đây là van để điều chỉnh nhiệt độ thông qua việc điều chỉnh độ mở van của nước. Việc điều chỉnh này là tự động. Đây là temperature với humter là nhiệt độ và độ ẩm của đường gió cấp. Còn đây là nhiệt độ và độ ẩm của đường gió hầu, hiển thị áp suất yêu cầu của đường gió cấp. Còn đây là hiển thị áp suất yêu cầu của đường gió hầu. Tôi vừa giới thiệu đến quý vị và các bạn thiết bị điều hòa không khí AU và nguyên lý hoạt động của nó. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.